là một chi họ của Bùi Đại Tôn ở thôn 5, xã Vũ Quý. Họ Bùi Đinh Chi, trước đây thuộc làng Động Trung, phủ Kiến Xương. Nhờ hồng phúc của tiên tổ, con cháu họ tộc Bùi Đinh Chi ngày một phát triển, mở mang và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Trong quá trình phát triển cho đến nay, con cháu dòng tộc Bùi Đinh Chi luôn gắn kết, hướng về cội nguồn, sống quây quần quanh từ đường gốc của họ tộc ở thôn 5, xã Vũ Quý và hình thành nên một cộng đồng làng tại nơi phát tích của họ tộc. Theo gia phả của họ tộc, Bùi tộc Đinh Chi là một trong bốn chi họ của họ cả Bùi Đại Tôn. Và cụ tổ đời thứ nhất của Bùi tộc Đinh Chi là cụ Bùi Quang Bống, thuộc đời thứ 9 của Bùi Đại Tôn. Bắt đầu từ cụ tổ đời thứ 3 của chi họ là cụ Bùi Quang Thuật, Bùi tộc Đinh Chi hình thành ba cành, gồm các cành của cụ Bùi Quang Biên, cụ Bùi Quang Tuân và cụ Bùi Quang Rao. Từ đường đầu tiên của Bùi tộc Đinh Chi cũng được khởi xướng xây dựng bởi cụ tổ Bùi Quang Thuật. Ước chừng trong giai đoạn 1880-1890 là nơi thờ tổ tiên chính và đầu tiên của chi họ. Từ đường gồm 3 gian nội cung và 5 gian bái đường được dựng bằng gỗ lim và lợp ngói. Ở các thời kỳ phát triển trước cách mạng tháng 8, tiếp nối các truyền thống tốt đẹp của tổ tiên và dân tộc, các cụ tổ Bùi tộc Đinh Chi nói riêng, Bùi Đại Tôn nói chung đều đã có những đóng góp xứng đáng, thiết thực trên nhiều lĩnh vực cho cộng đồng và dân tộc. Nhiều cụ tổ Bùi tộc Đinh Chi thời kỳ đầu đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về nhiều mặt cho con cháu họ tộc nói riêng và người dân địa phương nói chung. Đặc biệt, nhân cách đạo đức và những đóng góp to lớn có ý nghĩa sâu sắc của cụ tổ Bùi Thị Xuân và cụ tổ Bùi Quang Thuật đã được các triều đại phong kiến, đương đại ghi nhận. Theo các ghi chép trong gia phả, cụ tổ Bùi Thị Xuân là con gái cụ tổ Bùi Quang Bống. Sau khi lấy chồng là cụ Tổng Thiện, cụ Bùi Thị Xuân đã nuôi nấng, dạy dỗ con cháu thành đạt và có ích cho xã hội. Hai cháu của cụ Xuân là Nguyễn Hữu Cương và Nguyễn Hữu Bàn đã chiêu mộ hàng nghìn nghĩa quân chống Pháp và bản thân cụ đã tham gia chu cấp hậu cần trong nghĩa quân. Trong nạn đói năm 1858, cụ Bùi Thị Xuân dùng gia sản của mình để cứu đói cho hàng trăm hộ trong làng, trong tổng và cùng gia đình nộp thuế cho cả làng 2 vụ. Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp của nhà vua, cụ đã ủng hộ 2.000 quan tiền nộp vào ngân khố để triều đình chống đỡ với nạn đói và được vua Tự Đức sắc phong 4 chữ vàng: Lạc Quyên Nghĩa Môn, hàm ý là nơi quyên góp từ thiện. Ngoài ra, cụ Bùi Thị Xuân đã tiến cúng vào họ cả Bùi Đại Tôn 6,2 mẫu ruộng làm ruộng học điền, góp công, góp của, tu bổ chùa Đại Ngạn và cúng vào chùa 10 mẫu ruộng. Kính trọng và ghi ơn các đóng góp quan trọng của cụ, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương đã tôn cụ là Phật hậu và tạc tượng để thờ. Sau này, khi giặc Pháp phá chùa làm đồn bốt, con cháu họ Nguyễn đã rước tượng của cụ về thờ ở từ đường họ Nguyễn Công, xã Vũ Trung. Cụ tổ Bùi Quang Thuật là con thứ hai của cụ Bùi Quang Chất, sinh năm Kỷ Sửu 1829 và mất năm Nhâm Tuất 1922.
Cụ là người trọng nhân nghĩa và tri thức, luôn sống và xử sự đầy lòng nhân ái, thương kẻ khó và sẵn lòng giúp người hoạn nạn. Đức độ của cụ được cả dân làng mến mộ, tiếng tăm của cụ được cả tỉnh biết đến, nhân đức và uy tín của cụ vang đến cả triều đình Huế. Nhân dịp lễ thượng thọ của cụ 80 tuổi năm Mậu Thân 1908, vua Duy Tân xuống chiếu thưởng cụ 4 chữ vàng: Cần, Phác, Khả, Tường, dịch nghĩa là siêng năng, chăm chỉ, giản dị, phúc hậu. Nhân lễ thượng thượng thọ cụ 90 tuổi năm Mậu Ngọ 1918, vua Khải Định lại thưởng cụ 4 chữ vàng: dịch thế, tài đức, ý nghĩa là đời nối đời, duy trì đạo đức. Đối với họ tộc, cụ Thuật là người xây dựng từ đường riêng sớm nhất trong các chi họ của Bùi Đại Tôn. Cụ cũng chú trọng đặt ra nền nếp gia phong của họ tộc Bùi Đinh Chi. Ở các thế hệ kế tiếp của họ tộc Bùi Đinh Chi, nhiều cụ học hành đỗ đạt như cụ Bùi Minh Viễn, hai lần đỗ nhất trường, cụ Bùi Quang Vận, đỗ hương sư. Nhiều cụ có nho học và được làng xã gọi là các cụ đồ như Đồ Biên, Đồ Rao, Đồ Súy. Nhiều cụ đã để lại cho con cháu nhiều bài thơ, văn tế và câu đối hay và sâu sắc về tổ tiên, dòng họ. Con cháu của cụ Tổ cũng có người làm chánh tổng, lý trưởng, phó hội. Như vậy, có thể thấy rằng ngay trong giai đoạn hình thành Bùi tộc Đinh Chi, các cụ Tổ của họ tộc đã để lại nhiều gương sáng, mẫu mực và sâu sắc cho con cháu, tạo nền tảng quan trọng và đáng tự hào cho các thế hệ sau này, và cũng tạo nên một đặc điểm nổi bật của họ tộc Bùi Đinh Chi là nhân từ, đức độ, tri thức. Các thế hệ con cháu Bùi tộc Đinh Chi đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Dưới chế độ thuộc địa và ảnh hưởng bởi chiến tranh, con cháu Bùi tộc Đinh Chi cùng với người dân Thái Bình đã đối diện nhiều thách thức, chịu thương và chịu khó để vượt qua không ít khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, khi năm gian bái đường của Từ Đường bị mối mọt, xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa, các cụ bô lão của chi họ đã buộc phải tháo dỡ rồi bán lại một số gỗ còn dùng được để có điều kiện giúp con cháu vượt qua nạn đói. Vì vậy, Từ Đường chỉ còn lại 3 gian hậu cung và được duy trì cho đến khi được tôn tạo sau này. Cách mạng tháng 8 thành công mở ra trang sử mới của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng nước và giữ nước. Cùng với nhân dân cả nước, con cháu các thế hệ của họ tộc Bùi Đinh Chi đã có nhiều đóng góp, thậm chí hy sinh cho các cuộc chiến tranh chính nghĩa, góp phần vào các chiến thắng hào hùng của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều con cháu của chi họ đã tham gia các lực lượng chính quy, bộ đội địa phương và du kích chống Pháp. Cùng với Từ Đường họ cả Bùi Đại Tôn, Từ Đường của họ tộc Bùi Đinh Chi nhiều lần được chọn làm địa điểm trú quân bí mật của bộ đội, và họ đã được con cháu chi họ quanh Từ Đường che giấu an toàn, phục vụ cơm nước chu đáo. Từ Đường cũng là nơi cất giấu tiền của ngân hàng huyện Kiến Sương và là địa điểm diễn ra các cuộc hội họp của các đoàn thể, nơi tổ chức các hoạt động bầu cử, bình dân học vụ, liên hoan kết đoàn. Trong kháng chiến chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, lãnh thổ của đất nước, con cháu họ tộc đã hăng hái tổng quân để trực tiếp tham gia và phục vụ chiến đấu nơi tiền tuyến, cũng như nỗ lực
và đóng góp xứng đáng trong lao động sản xuất tại hậu phương. Trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, con cháu các thế hệ của Bùi tộc Đinh Chi đã có nhiều đóng góp thiết thực, thậm chí hy sinh xương máu để giành độc lập cho dân tộc và thống nhất đất nước. Nhiều con cháu đã hy sinh anh dũng nơi tiền tuyến và được nhà nước công nhận liệt sĩ. Nhiều bà mẹ đã được nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn họ tộc Bùi Đinh Chi có 3 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là cụ Đặng Thị Quất, cụ Nguyễn Thị Bé và cụ Nguyễn Thị Cúc. Họ tộc có 2 người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp là liệt sĩ Bùi Quang Hậu và liệt sĩ Bùi Quang Hoàn. Có 7 người hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ là liệt sĩ Bùi Quang Thích, liệt sĩ Bùi Quang Khoát, liệt sĩ Bùi Tư Cách, liệt sĩ Bùi Quang Lát, liệt sĩ Bùi Quang Đức, liệt sĩ Bùi Quang Trường và liệt sĩ Bùi Quang Hải. Để tri ân và lưu danh công lao to lớn, họ tộc đã khắc vào bia đá danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng và danh sách các liệt sĩ đặt cạnh bàn thờ các liệt sĩ bên trong tử đường của họ tộc. Sau khi đất nước được độc lập và thống nhất, con cháu dòng tộc Bùi Đinh Chi hăng hái lao động, chăm chỉ học tập và nỗ lực phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên. Cùng với nhiều đổi thay trên đất nước, con cháu Bùi tộc Đinh Chi ngày một thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Con cháu họ tộc đã có người làm tỉnh ủy viên, cấp vụ, giám đốc sở, bí thư, chủ nhiệm, giám đốc công ty, xí nghiệp. Nhiều người làm kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an, doanh nhân, thạc sĩ. Có 2 người là giáo sư, tiến sĩ. Phát huy truyền thống hiếu học, trọng tri thức của tổ tiên, nhiều con cháu đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Khi trưởng thành, con cháu họ tộc Bùi Đinh Chi đều hướng về cội nguồn, huyết thống và quê hương. Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Cây có gốc mới nảy cành xanh lá. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Khi thành đạt ở bất cứ lĩnh vực nào, con cháu xa gần đều hướng về tổ tiên để đền ơn, đáp nghĩa, tri ân công dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Cùng nhau gây dựng và đóng góp tinh thần, vật chất cần thiết vào các công việc chung, thiết thực của chi họ như tôn tạo từ đường và mộ tổ, lập gia phả thờ cúng tổ tiên, lập quỹ để chủ động hơn trong các công việc thiết thực của họ tộc. Xét thấy 3 gian hậu cung còn lại của từ đường cũ đã xuống cấp, nhất là sau cơn bão số 5 năm 1986 đổ bộ vào Thái Bình. Nhiều con cháu của chi họ, nổi bật là cụ Bùi Sĩ Hường, đã nung nấu ý tưởng khôi phục lại nơi thờ tự gốc của họ tộc. Dịp giỗ tổ năm 1996, các cụ cao niên trong họ tộc đã thống nhất phát động xây dựng lại 3 gian bái đường. Để các công việc xây dựng lại từ đường được tiến hành thuận lợi, ban xây dựng được thành lập gồm 7 thành viên do cụ Bùi Quang Rỡi làm trưởng ban, ông Bùi Quang Lạc làm phó ban và cụ Bùi Sĩ Hường làm cố vấn. Về kinh phí, ban đầu ban xây dựng đã thu mỗi suất đinh 200.000 đồng và phát động thêm sự tiến cúng ủng hộ của các con cháu thành đạt xa gần. Phương châm xây dựng từ đường mới là làm thật vững chắc và tôn nghiêm trên nền đất trước đây.
và theo hướng của từ đường cũ. Trên cơ sở thống nhất cao trong cả chi họ và các điều kiện thuận lợi cơ bản ban đầu, từ đường mới được khởi công ngày 20 tháng 8 năm 1997. Với sự đôn đốc, giám sát tích cực của ban xây dựng và sự đóng góp hăng hái nhiệt tình của con cháu các thế hệ của chi họ, từ đường mới được hoàn thành sau gần 2 tháng thi công. Tổng chi phí xây dựng từ đường hết 33 triệu đồng, tương đương với khoảng 10 cây vàng vào thời điểm đó. Trong đó, tiền thu các xuất đinh của chi họ được 13 triệu đồng. Số còn lại là tiền tiến cúng của con cháu. Riêng cụ Bùi Sĩ Hường tiến cúng 14 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng từ đường, con cháu họ Tộc đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động, công đức và nhiều trợ giúp quý báu và ý nghĩa khác. Cùng với việc hoàn chỉnh phần xây dựng, các vị dâu họ và gái họ, đứng đầu là cụ Hoàng, bà Nguyễn Thị Minh Thân đã vận động đóng góp đúc quả chuông nặng 11 kg bằng đồng và một số đồ thờ khác trong cung từ đường giá trị gần 2 triệu đồng. Từ đường mới có nội cung, ngoại cung, mái lợp ngói mũi cổ, có các bài trí phù hợp với nơi thờ tự như trang trí tứ linh, long, ly, quy, phượng trên mái. Các câu đối thờ trên hoành phi trong từ đường bao gồm các câu đối được sử dụng trước đây trong từ đường cũ. Bài vị của các cụ tổ được thờ tại từ đường tại ba ban thờ vẫn được giữ nguyên như trước. Ngay sau khi từ đường ba gian được hoàn thành, các cụ cao niên cùng ban trị sự của chi họ tiếp tục vận động con cháu tộc Bùi Đinh Chi tôn tạo và xây dựng thêm các công trình liền kề với ngôi từ đường. Trong đó có lầu thờ tổ cô, tổ mãnh và các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Lầu thờ tổ cô, tổ mãnh và các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ được xây liền sát và vuông góc với từ đường ba gian. Được khởi công và hoàn thành trong năm 2000 và cũng được chia thành ba gian nhỏ để việc thờ cúng tổ cô, tổ mãnh và các liệt sĩ được trang trọng và tôn nghiêm. Sau từ đường chính ba gian và lầu thờ tổ cô, tổ mãnh và các liệt sĩ, ban chỉ sự của họ Tộc tiếp tục triển khai tôn tạo và chỉnh trang thêm các hạng mục phụ trợ như thay các ban thờ gạch bằng ban thờ gỗ và lát nền cung trong và cung ngoài từ đường bằng gạch men năm 2008. Năm 2010 làm ngõ, sân và tường bao quanh từ đường. Năm 2022 và năm 2023 chống thấm tường, mái nhà và lát gạch các bậc thềm từ đường. Đến nay, nơi thờ tự của họ Tộc cơ bản đã được tôn tạo hoàn chỉnh, khang trang và tôn nghiêm, đáp ứng tốt các yêu cầu đối với nơi thờ tự gốc của họ Tộc Bùi Đinh Chi và nhu cầu gặp gỡ, tụ họp của cộng đồng họ Tộc vào các dịp giỗ, Tết, cúng lễ. Khi từ đường đã xuống cấp trầm trọng vì từ đường đã xây dựng trên 100 năm, con cháu muốn có nơi quy tụ, tức là xa dần để về cúng tổ khang trang hơn, cho nên thành lập ban xây dựng để xây dựng từ đường mới, ba gian từ đường mới và xây dựng cung trong. Các con cháu xa gần này đóng góp, trước tiên là thành lập ban trị sự và những người vừa có tâm mà vừa có, tức là tiền tiến cung đầu tiên để xây dựng lại từ đường mới khang trang, để mong mỏi sau này con cháu có lời khang trang về để tụ tập
họp mặt trong những ngày giỗ Tết. Song song với việc tôn tạo từ đường, con cháu Bùi tộc Đinh Chi đã ý thức được sự cấp thiết của việc biên soạn gia phả của chi họ để con cháu có thể hiểu rõ được gốc tích cội nguồn của họ tộc và tiện việc lưu truyền và giáo huấn đến các thế hệ kế tiếp. Đây cũng là một công việc lớn với không ít khó khăn, thách thức khi phải tập hợp thông tin một cách chi tiết và đầy đủ. Trong bối cảnh họ cả Bùi Đại Tôn chưa lập gia phả để Bùi tộc Đinh Chi có thể kế thừa và tham khảo. Để xúc tiến công việc quan trọng và ý nghĩa này, họ tộc lập nhóm biên soạn gồm cụ Bùi Sĩ Hường, cụ Bùi Quang Giá, ông Bùi Quang Lạc và ông Bùi Quang Tiêm làm chủ biên và do ông Bùi Quang Vinh tập hợp và soạn thảo. Gia phả của mình hiện nay là cũng là một trong những cái có những cái quyển gia phả có rất nhiều các cái nội dung về truyền thống, các nội dung về truyền thống, trong đó khi ta đọc đến thì nó hướng cho con cháu sau này có một cách sống, cách làm việc theo tổ tiên của mình, mà cách sống của mình đó là của dòng họ luôn luôn. Các cụ ngày xưa thường nói với tôi là nếu mà trong việc làm của mình dòng cây đức thì thiên nhiên bất dịch, tức là khi dòng họ có một cái đức độ thì sau này như vậy nó cái cây đức đó nó sẽ tồn tại mãi mãi và không bao giờ nó di chuyển được, nó học được. Vì cho nên con cháu mình phải xây dựng một cái nếp sống làm sao mà đạo đức nhân từ bác ái, đó là cái mà trong họ mình, cái quan niệm sống của họ mình từ trước đến nay như vậy. Cho nên trong cái gia phả này cũng là một cái nêu được cái truyền thống này con cháu noi theo, ngoài vấn đề lao động, vấn đề học tập, sống làm sao nhân từ bác ái, sống làm sao có ích cho nước và dân. Thì đấy là cái mà cái gia phả này nó cũng được, nó là góp phần vào một cái tiếng nói cho dòng họ. Trên cơ sở các thông tin đã được thu thập được một cách đầy đủ nhất, được trình bày một cách có hệ thống, có tính tổng hợp, chọn lọc và xúc tích, cuốn gia phả đầu tiên bằng giấy đã ra mắt và thông qua nhân dịp giỗ tổ ngày 18 tháng 9 âm lịch năm 1999. Không chỉ bảo đảm được việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về dòng tộc, cuốn gia phả còn truyền tải nhiều nội dung có giá trị giáo dục, ghi nhận khách quan các đóng góp tiêu biểu, đề cao nhân nghĩa, trọng tri thức, trân trọng sự công nhận, phong tặng bởi các triều đại phong kiến và chính quyền hiện nay đối với các đóng góp quan trọng, sâu sắc và thiết thực của các thế hệ họ tộc Bùi Đinh Chi. Trên cơ sở nội dung cuốn gia phả, một phả đồ về Bùi tộc Đinh Chi cũng được in trên bảng gỗ lớn, treo trong cung của từ đường để tiện theo dõi cho các con cháu mỗi dịp về từ đường dâng hương cúng lễ. Sau đó, để việc lưu truyền gia phả bên trong từ đường được bền vững hơn, vào năm 2008, các con của trưởng tộc Bùi Quang Lạc đã đề xuất và đóng góp kinh phí để thay phả đồ gỗ bằng phả đồ đá. Cho đến nay, cuốn gia phả gốc hoàn thành vào năm 1999 đã được Ban Trị sự họ tộc cập nhật và bổ sung hai lần vào các năm 2012 và 2020. Việc bổ sung cập nhật thông tin vào gia phả được thực hiện 5 năm một lần và do ông Bùi Quang Vinh, Bùi Quang Hùng phụ trách. Với việc tôn tạo từ đường và lập gia phả, con cháu họ tộc Bùi Đinh Chi đã rất quan tâm đến việc tôn tạo mộ phần cụ tổ Bùi Quang Thuật. Đây là ngôi mộ tổ duy nhất còn xác định được của họ tộc Bùi Đinh Chi và được con cháu gia tộc trông nom giữ gìn cho đến nay. Mộ tổ cụ Bùi Quang Thuật ban đầu đặt tại từ Nghĩa Trang thôn 5, xã Vũ Trung, sau đó được di rời về Nghĩa Trang thôn 5, xã Vũ Quý. Từ đó, mộ cụ Thuật được giữ gìn và tiếp tục tôn tạo tại Nghĩa Trang thôn 5 cho đến ngày nay.
năm 2020, trong bối cảnh ngôi mộ của cụ tổ Bùi Quang Thuật xuống cấp và bị che lấp bởi các ngôi mộ xung quanh. Họ tộc quyết định tôn tạo ngôi mộ cụ tổ Bùi Quang Thuật lần thứ hai. Để ngôi mộ được bền vững và bề thế hơn, họ tộc mở cuộc vận động tiến cúng ủng hộ để tôn tạo mộ cụ tổ bằng vật liệu đá xanh rêu thiên nhiên. Đây là loại vật liệu bền, chắc chắn và phù hợp nhất. Việc tôn tạo mộ tổ được tiến hành ngay sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc và hoàn thành vào tháng 12 năm 2021. Tổng kinh phí tôn tạo xây mộ tổ là 91 triệu đồng, tương đương với 1,5 cây vàng. Toàn bộ kinh phí do các con cháu họ tộc tùy tâm công đức tiến cúng. Phát huy cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, giữ gìn các cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Thế thì trong quá trình xây dựng và ngôi mộ tổ, đây cũng là một cái yếu tố tâm linh được đưa ra, tức là họp con cháu trong dòng tộc bản và mọi người đều nhất trí cao đóng góp để xây dựng ngôi mộ tổ. Trong quá trình 47 ngày để thực hiện xây dựng cái ngôi mộ tổ đến hôm nay được khang trang như thế này, là đấy là cái sự quyết tâm cao của con cháu trong dòng tộc và của ban trị sự. Cùng với việc tôn tạo từ đường, lập gia phả và nâng cấp ngôi mộ cụ tổ Bùi Quang Thuật, con cháu chi họ đã chú trọng việc phục hồi và mở rộng các nghi lễ cúng dỗ để tri ân tổ tiên, kết hợp gặp gỡ thăm hỏi, góp phần thúc đẩy sự gắn kết cội nguồn và cộng đồng chi họ. Đối với các lễ dỗ, họ tộc Bùi Đinh Chi đã thống nhất tổ chức một lễ dỗ chung các cụ tổ tại từ đường vào ngày 18 tháng 9 âm lịch hàng năm, là ngày mất của cụ tổ Bùi Quang Thuật. Lễ dỗ các cụ tổ của Bùi tộc Đinh Chi khác được giao cho Trường Nam thực hiện vào ngày mất của các cụ. Lễ dỗ tổ chung vào ngày 18 tháng 9 âm lịch hàng năm do ban trị sự họ tộc chịu trách nhiệm tổ chức, được mở rộng đến tất cả con cháu xa gần về tham dự. Phần nghi lễ dỗ tổ được chú trọng để việc cúng dỗ được tôn nghiêm và trang trọng hơn. Ngoài các nghi lễ cúng truyền thống được thực hiện một cách thành kính và trang nghiêm, nhiều con cháu họ tộc còn tụng kinh, niệm Phật để tri ân tổ tiên, kết hợp cầu siêu cho các thành viên đã khuất của họ tộc và cầu an cho các con cháu của gia tộc. Từ chỗ chỉ có ít con cháu ở gần tham dự lễ dỗ tổ trước đây, đến nay số con cháu xa gần tham dự lễ dỗ tổ ngày 18 tháng 9 âm lịch hàng năm ngày một đông, với khoảng 100 con cháu tham dự những năm gần đây. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của cụ tổ Bùi Quang Thuật vào ngày 18 tháng 9 âm lịch năm 2022, họ tộc đã tổ chức một đại lễ trong 2 ngày tại từ đường với nhiều nghi lễ trang trọng để tri ân tiên tổ và một số hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc. Đã có 150 con cháu xa gần về dự đại lễ dỗ tổ. Ngoài các lễ dỗ, hàng năm ban trị sự họ tộc còn tổ chức tại từ đường các lễ cúng giao thừa, lễ cúng đầu năm, cúng rằm tháng 7 và lễ cúng ông Công, ông Táo. Bên cạnh đó, gia đình trưởng tộc và một số con cháu họ tộc quanh từ đường thường xuyên dâng hương, cúng lễ tổ tiên tại từ đường vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Dịp cúng rằm tháng 7 âm lịch năm 2023, chi họ đã mời Đại Đức Thích Thanh Tùng, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Kiến Sương, kiêm trụ trì chùa Bảo Trai,
đến từ đường tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức để cầu siêu cho tất cả các chân linh của họ tộc. Là trưởng nam của một dòng họ có bề dày về truyền thống, bản thân tôi và gia đình luôn xác định trách nhiệm chính của mình là chăm lo từ đường hương hỏa và thờ cúng tổ tiên. Bên cạnh đấy thì là thành viên của ban trị sự thì cũng luôn luôn là chủ động tích cực tham mưu cho ban trị sự và cùng với ban trị sự để giải quyết những vấn đề liên quan các cái hoạt động đối nội và đối ngoại của họ tộc, kế thừa và phát huy các cái di sản vật chất và tinh thần vô giá về nhân cách, về đạo đức, về văn hóa của tổ tiên và các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng để lại cho các thế hệ con cháu hôm nay. Trên tinh thần đó là duy trì và gìn giữ cái nền nếp gia phong, duy trì cái tính đoàn kết thống nhất trong họ tộc để dòng họ ngày càng phát triển và thịnh vượng. Song song với việc triển khai các công việc cấp thiết, quan trọng của họ tộc Bùi Đinh Chi, con cháu của Chi tộc đã luôn quan tâm trách nhiệm với các sự kiện, hoạt động lớn của họ cả Bùi Đại Tôn. Một lòng hướng về nguồn cội và tri ân tổ tiên tiền nhân, con cháu của Chi tộc đã tích cực, chủ động và có đóng góp xứng đáng, quan trọng đối với các công việc sửa chữa và tôn tạo từ đường họ cả Bùi Đại Tôn. Xây nơi thờ tổ cô và dựng hai cây đèn thờ trong khuôn viên từ đường họ cả. Xây cổng từ đường và làm 200m2 đường bê tông từ cổng từ đường ra đường trục của thôn. Con cháu họ tộc Bùi Đinh Chi luôn tích cực hưởng ứng và tham dự các lễ cúng dỗ tổ tiên, tiền nhân do họ cả Bùi Đại Tôn tổ chức tại từ đường họ cả. Thường xuyên hành hương về từ đường họ cả Bùi Đại Tôn vào các dịp lễ Tết. Sau khi đất nước được hòa bình và thống nhất, cũng chứng kiến hai sự việc hy hữu khác đánh dấu sự phục hồi và mở mang ngoài mong đợi của họ tộc Bùi Đinh Chi. Đó là việc chiếc đĩa cổ trở lại với họ tộc sau một thời gian dài thất lạc và con cháu cụ Bùi Thị Mùi từ nước Pháp về nhận họ. Vào một ngày đầu năm 1997, họ Lê thôn 2 xã Vũ Quý trả lại họ tộc Bùi Đinh Chi chiếc đĩa cổ mà họ đã mua được. Do có người báo mộng cho trưởng tộc họ Lê rằng chiếc đĩa cổ đã mua là của họ tộc Bùi Đinh Chi ở thôn 5. Đĩa có đường kính khoảng 300mm, hoa văn đẹp, có 4 chữ phúc, 1 chữ thọ và có vành ở giữa. Hiện chiếc đĩa cổ của họ tộc đang được cất giữ trong khám thờ bên trong từ đường. Cụ Bùi Thị Mùi là con gái của cụ Bùi Quang Biên, khi trưởng thành sống tại Hà Nội. Cụ lấy chồng người Pháp và có hai con là cụ Claude Solé và cụ Blanche Solé. Hai con của cụ mất liên lạc với cụ lúc còn rất nhỏ tuổi và sau đó sang Pháp sinh sống trước năm 1954. Với tâm nguyện tìm về cội nguồn quê ngoại, con cháu cụ Mùi đã nhiều lần nhờ vả, lặn lội, vấn tổ tìm tông nhưng không thành. Đến năm 2012, cụ Claude Solé cùng con trai ông là Brut Solé đã tiếp tục tìm và đến được từ đường Bùi tộc Đinh Chi tại thôn 5, xã Vũ Quý. Khi nhìn lên phả đổ đá, thấy tên mẹ là cụ Bùi Thị Mùi kèm thông tin cụ lấy chồng người Pháp và gặp bà con huyết thống quanh từ đường đến chào đón, chúc mừng đã làm bố con cụ hết sức xúc động. Kể từ đó, các con cháu của cụ Bùi Thị Mùi đã nhiều lần trở về quê hương và dự lễ tổ vào ngày 18 tháng 9 âm lịch hàng năm. Năm 2022, theo nguyện vọng
và được sự trợ giúp của con cháu họ tộc. Cụ Claude Sole và con trai cụ là ông Bruce Sole đã được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy công nhận là người gốc Việt Nam. Tên tôi là ông Sole Claude, 87 tuổi, con trai của cụ Mùi họ Bùi. 1955, tôi 19 tuổi, tôi về Pháp, lấy vợ, có đứa con trai tên là Bút. Con trai nhìn thấy vợ, bảo là cụ Mùi sinh ở Đặc Sung, bây giờ COVID, gọi là Vũ Quý. Còn Vũ Quý, thế con trai có biết, bạn biết Vũ Quý, đưa hai bố con về tìm ra họ, họ Bùi. Hai ngày sau, anh Hưởng ở Sài Gòn về gặp thấy hai bố con, mấy người họ Bùi sướng lắm. Bây giờ năm nào cũng về ăn dỗ ở Vũ Quý. Bây giờ còn mạnh khỏe, mấy năm đến nữa còn mạnh khỏe như thầy thì cũng về ăn cỗ mấy họ Bùi, thầy cho sướng vui lắm. Cảm ơn họ Bùi. Họ tộc Bùi Đinh Chi có lịch sử hình thành và phát triển ước chừng khoảng 250 năm. Gia phả của gia tộc được bổ sung năm 2020. Ghi nhận có tổng cộng khoảng 500 thành viên tính từ cụ tổ Bùi Quang Bống. Trong đó có trên 270 xuất đinh. Ngoài một cộng đồng họ tộc tiếp tục sinh sống, quây quần quanh từ đường ở nơi phát tích của chi họ tại thôn 5, xã Vũ Quý, một bộ phận không nhỏ con cháu gia tộc Bùi Đinh Chi lập nghiệp, sinh sống ở nhiều nơi như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối tổ tiên tiền nhân, khi trưởng thành, dù ở xa hay gần, con cháu họ tộc Bùi Đinh Chi đều hướng về nguồn cội. Khi thành đạt, con cháu họ tộc cùng tích cực đóng góp xây dựng họ tộc Bùi Đinh Chi nói riêng và họ cả Bùi Đại Tôn nói chung. Để tri ân tổ tiên, huyết thống, dâu họ, gái họ đã lập tổ niệm Phật để tụng kinh cầu an cho tất cả tiền nhân và con cháu của họ tộc nhân các dịp cúng lễ tổ tiên ở tại Tử Đường. Trong bối cảnh cộng đồng họ tộc Bùi Đinh Chi ngày một phát triển, con cháu các thế hệ của họ tộc đã và đang kế thừa một di sản vật chất và tinh thần quan trọng và đáng tự hào của dòng tộc. Với nền tảng di sản đó, có thể tin tưởng rằng con cháu dòng tộc Bùi Đinh Chi sẽ tiếp tục hun đúc, phát huy các giá trị và truyền thống tốt đẹp của họ tộc để cuộc sống ngày một hạnh phúc và thành đạt, sống hữu ích cho họ tộc và cộng đồng xã hội bằng nhiều đóng góp thiết thực, làm đẹp lòng và rạng danh cha mẹ, tổ tiên. Con cháu họ tộc sẽ tiếp tục noi gương tổ tiên, ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện, sống nhân nghĩa, thủy chung để trang sử dòng họ ngày một vẻ vang, cộng đồng họ tộc Bùi Đinh Chi ngày một gắn kết và phát triển. Những người con của dòng họ đi xa, đi gần luôn luôn hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nơi sinh thành, dưỡng dục. Hai là phát huy cái tinh thần đoàn kết, tương sinh, tương ái, tình thương yêu nhau, đùm bọc nhau, lá lành, đùm lá rách trong dòng họ. Cái công việc tiếp theo là về xây dựng và phát triển. Cái thứ nhất là về Tử Đường, là lên xây dựng và tu sửa thường xuyên để nơi thờ tự khang trang sạch sẽ, là ngôi mộ tổ
thì là lên giữ gìn và tôn tạo thường xuyên, để tức là cái ngôi mộ tổ được, luôn luôn được sạch sẽ và uy nghiêm, để con cháu trong những ngày tiết thứ trong năm về thắp hương các cụ. Về xây dựng cơ bản, những năm tiếp theo, cái nhất tức là tu sửa và mua sắm một số trang thiết bị trong từ đường, như 4 bức xà nhà thờ tổ và tổ cô là sẽ sơn toàn bộ lại theo giả gỗ, và mua thêm một số các cái trang thiết bị khác như trống, chiêng, để tức là những ngày dỗ chạp là nó uy nghiêm. Mua sắm một số các cái đồ thờ làm sao nơi thờ tự là nó khang trang, tức là sạch sẽ. Về các quỹ như quỹ thăm hỏi ốm đau, rồi quỹ mừng thọ là ta tiếp tục duy trì và phát triển thêm, tức là cái quỹ khuyến học để khuyến tài khuyến học con cháu sau có một cái học vấn tức là nó cao, để phục vụ đất nước, phục vụ quê hương, phục vụ tức là dòng họ. Thế thì cũng mong rằng các con cháu xa gần thành đạt, nhất là lớp trẻ là thành đạt, thì có điều kiện hơn thì sẽ có mang tâm vào tiến cúng nhiều vào cho dòng họ. Thì ban trị sự sẽ hứa là sẽ trân trọng, dù ít dù nhiều, nhưng rất là trân trọng và đón nhận và sử dụng và duy trì cái đồng quỹ đó nó hợp lý.